đặt cái này, cái lỗ này nha, vào cái lỗ chỗ cái da mã này nha. Đấy. Cái này là mọi người nhớ là phải ấn nó xuống, vì ở dưới này nó là dạng lục giác nên là phải cắm nó vào sâu hết cỡ. Rồi. Nắp cái này các bạn để ý cái chiều cái ngạnh này nhá. Đấy, nó phải như thế này, các bạn khớp vào như thế này. Đấy. Thì là nắp chuẩn nhá. Cắm điện. Đấy nha. Nếu mà không nắp cái này vào thì nó không chạy nhá. Đấy, phải quay cái này vào nó chạy này. Đấy. Rồi. Lại mở ra thật đi. Mở ra nhá. Mở ra là như này. Xoay sang này. Mở lên này. Đấy. Rút cái củ này ra này. Đấy. Rút cái củ này ra các bạn mới lấy cái này ra để rửa nhá. Nhấc cái này lên. Đấy, xong rồi.